chi thức thai trầm hồng muôn sắc toái lòng ta. Tranh mỹ nhân gian lừng khắp chốn, gian dân lừng xa. Hai vị vua nằm ngôi trào ca, dân quan lương đắc thiên tài ba, khiến cho lòng cảm ơn nữ nhi như bà ta ai nào qua. Chồng đẹp quá tương mỹ nhân, ôi nhìn xem thử chỉ qua hình ai trên tay ba dung chân hoàng trong mà qua sắc quê hồng bài thoáng trong nhìn mừng quá đi nương thề thay lá lùng. Đúng rồi, Hiền tỷ ơi. Có gì mà lạ chứ? Hiền tỷ à, chỉ qua hình ai mà em xem rất lạ. Nét huyền thần, sao có vẻ nghiêm trang. Này hai em, Triệu Lân, Triệu Phượng, hai em không biết người này à? Là ai vậy chị? Đã một thời ngăn dọc giữ giang sơn, tiếng lừng lẫy võ tất thiên hoàng đế. Hả? Võ tất thiên? Trời ơi, nè, vì ngưỡng mộ nên chị xin lòng kính nể mấy tàu hình trên bức lụa này đó. Trời ơi, Hiền tỷ ơi, tiếng dâm đảng đã đồn xa, mà vậy mà chị mà cho là hoa biết xử là sao? Nè, Triệu Lân, Triệu Phượng, theo hai em nghĩ thì Võ Tất Thiên là người như thế nào? Trời ơi, ai mà không biết được, Võ Tất Thiên là người độc ác, tiếng đồn đã từ xa rồi mà. Nếu nè, mà chị không tin nghe em kể nha. Em kể đi. Phải nghe em đi. Ngày xưa cô gái Hà Di quê nghèo, xưng danh họ Gió Mì Nương, tài sắc không thua hạ người. Qua hàng gia họ Lý trời cao kiếm xuôi gặp nàng, say mê tình sắc rồi đưa vào chốn cùng hòa. Mi hà nưa quyết chi làm cho đáo đêm sang hà, sau khi vua chết mà ta liền thuế thay dương quyền. Quyền á nhường ai gây sắc đông quỳnh đáo quân thần, toàn dân phải thương bà, toàn dân còn chân lắm than cho bà. Nghe em nói qua bao lời, thương con gái thay ngôi đời, toàn dân á điều khiến ba khoan cũng già. Thế à? Thân đào tơ thế đó mỹ nương. Trời ơi, tiếng thét xa rung chuyển quang triều, lời như sấm thêm tung phùng nhiều, người như bà ta chẳng chi chú nào. Chó đòi Long Quân ơi, ôi thêm khổ nguy vong rồi, theo hương sâu thêm chi rồi. Hey!
họa hình mỹ nữ, hai em đến xin xem. Chẳng những không khen mà còn toàn xé hình của con nữa đó thưa cha mẹ. Dạ đâu có đâu. Dạ. Tại sao xé hình của chị? Dạ thưa cha mẹ, hiền tỷ đang say sưa với tiệc bút của mình, con nào dám đâu cợt đùa quấy phá. Cha mẹ ơi, tiếng xấu xa mỗi người đều đồn, mà hiền tỷ cho là tuyệt tác đó mẹ. Cái gì gọi là xấu xa vậy con? Mẹ, dạ. Mẹ biết không? Võ Tắc Thiên, Võ Tắc Thiên hoàng đế đó mẹ. Võ Tắc Thiên phá nước hại nhà, vậy mà hiền tỷ cho là tuyệt bút đó cha mẹ. Kìa, bị dâu. Dạ. Tại sao con không lôi bút Tích Kiều Dương đồ trưởng? Đó là một mỹ nhân cận quốc, dám hy sinh vì đại nghĩa quên mình, trong khi hoàng triều là hán đế hoàng phi, nuốt lễ sầu bị công sứ chọn trung ma thần, sang đất phiên bang làm cho muôn người nể mặt, dùng kê mỹ nhân tiêu diệt nha vàng thần, sứ mạng làm xong là quỷ kiếp bạc phần, gương tỏa trong ngần hậu thế soi chung. Nghe mẹ đi đuôi lời vẫn càng, tại sao con học thôi ra lùng? Con ơi Võ Tắc Thiên là tánh bảo ông tàn, con tắc chưa theo ai. Vui lại song thân cho con bài giải, gái như thiêu quân con trẻ xem thường. Ép dạ cuối lòn vì hai chữ trung lương, phải chết thảm thường ngày đợt khắc ghê người. Ước nguyện của con sau này thành duyên nợ, hôn mối tương lai phải là thiên tử quy quyền. Hả? Con sẽ thay vua nhiếp chính cả điểm tiền. Trời ơi. Hả? Chứ không thể yếu hèn lòn cuối vô ra. Trời ơi, thân gái mảnh mai mà ngồi trên thiên hạ, sức yếu tài sơ mà bắt người ta lại tạ. Này thấy quá chẳng gác nhào chút chiếc vàng. Ôi, hãy im đi đừng làm rối đau nhà. Trời ơi, không lẽ tuổi già hả dân phải quan gia. Dạ chị em con trời ơi dạ. Và nhéo con cho mẹ và con lui bước vào trong. Làm gì nhéo con ta nhỉ? Dạ. Trời ơi, bà này bà dữ. Móng tay dài mà nhéo hoài. Dạ, con xin phép cha mẹ. Trời, gia bộ thị mị kìa. Đó. Ở cha thấy không cha? Gia bộ thị mị cái quay qua là khác liền đó cha thấy không? Phụ nhân. Dạ. Tại sao phi giao lại khắc thường đến thế? Phận gái vô bà dạy dỗ nó ra sao? Ông mà, nếu nó học đòi tánh người xưa không tốt thì mình nên mừng. Nhưng bây giờ nghe nó nói vậy thì mình từ từ giải lai. Dạ. Dạ, có thái giám mạo thượng xin vào bái kiến. Được vậy à? Để ta tiếp rước. Phu nhân, chuẩn bị tiếp rước. Dạ. Dạ. Ô mẹ. Dạ, mã thuận thái giám quan có lời chào. Trong bệnh cũng biết như còn bảo hòa công chúa. Để thái giám mời vào trong cùng nhau đàm đạo. Dạ mời. Mời. Lân Phượng. Dạ. Ba trà. Dạ. Dạ. Con mắt ông nhìn ai vậy trời? Dạ, thái thượng hoàng vừa hạ chỉ mời hai ngài cùng nhị vị công tử quỳ xuống lắng nghe. Thái thượng hoàng giảng giảng tuyến. Đông Bình Dương cùng phu nhân Chiết Khang trầm chán cảnh công hầu khanh tướng, muốn tìm nơi non thượng ẩn tu, thấy cuộc đời như án phù du, mùi phú quý như làng sa mạ, quyền nhiếp chính trị vì thiên hạ, giao cho anh tôn hoàng đế con ta, hùng ngọc dung tả hậu triều ca, ta quyết chọn phi giao làm hữu hầu. Hả? Cha mẹ. Cho ba nhã học nhà phối ngẫu, nối nghiệp nhà ghi dấu hiền lương,
đúng ba ngày phụng liễn triều cương, rước hậu hậu cung đường họp cận, thái thượng hoàng ấn ký. Thái thượng hoàng dạng dạng quý. Ôi cung hỷ, cung hỷ, cả một ngà được phước trời ban, xin bái tạ chúc toàn gia an hảo. Đa tạ thái giám. Dạ cung hỷ, cung hỷ. Lẽ bà đặt đá lông nheo nữa. Chết. Phụ nhân dạ. Đại quả đến rồi phụ nhân ơi. Mẹ. Trời ơi nghe quá như xét tinh nghe à, mai quý cho cả gia đàn biết làm cách nào hỏi bố phụ. Phụ nhân hay là vợ chồng ta trả chức tước để từ quan, lui trở về tận chốn quê nhà, sự đời dần chuyển đổi tay. Thái thượng hoàng là phụ mẫu chi dân, lời phán ra có đủ mặt quần thần. Phật tử bất hy ngộ. Ôi nghe qua bao lời phán, lòng con tan nát tất lòng. Dạ. Có ai? Có ai tìm? Kìa, ra coi có ai thì chuyện con... gì? Có Hùng Quốc Trượng và phu nhân sang thăm à. Hùng bá bá. Để bá bá. Cha mẹ. Cha mẹ. Hai con hay giàu trong dạ. Nhà. Phu nhân. Dạ. Chuẩn bị. Thưa dân. Vô nút. Dạ, dạ, em mừng đại tàu. Mừng dạ, hiền đế cùng hiền muội. Có phu vân tôi đến. Dạ. Mời đại tàu an tòa. Mời vợ chồng em. Kính chào hai em. Chào đại huynh. Mời đại huynh vào trong cùng nhau đàm đạo. Để vào trước, anh và chị sẽ nói gót theo sau. Dạ, mời phu vân. Này hiền đệ, anh cùng phu nhân đây vào cung thăm ái nữ, được báo hỷ tính nên anh đến đây để chúc phúc cho hai em đó. Đại huynh ơi, không biết đây là phước hay là họa. Em nói gì mà anh không hiểu. Đại huynh ơi, phi giao tuy là phận gái nhưng tánh ý lại khác thường. Nó quyết đã phá trán nguyệt thẹn quá nhường, không chịu khép kín trong khuê môn bất xuất. Dạ kính thưa đại huynh, em chỉ sợ rằng mai đây nếu con cờ vào nơi hoàng cung thì sẽ lo lắm nguy nan. Con cờ gây đa tộc ta em biết ra sao, chỉ nhờ với anh hiền nếu có điều chỉ thương ta chung. Nghe ta con em khác nào như là ngọc dung mà con hiền của ta. Ta mừng cho em hôm nay, đừng nên bận lòng. Khi xưa cấn thâm tình thề không quên, cùng nhau dẫn như nơi xa trường hà. Phòng ba quyết không dời, chung sức cùng nhau đắp xây cơ đồ. Nghe qua bấy nhiêu lời, hiền lòng hòa qua vui hài. Non nước chờ hai chung má ta, cùng nhau hiệp tan bố quân sanh loạn. Dù phòng ba lòng chắc đúng nào hà, tâm ma nguyện tròn bảo an sơn hà. Giờ kiếm lưới
sao. Dạ. Chứ theo anh nghĩ, dù tiểu tâm cũng là đạo già, dù có tiểu tâm gian xảo cũng là con là cháu. Dạ, kính thưa đại huynh, kính thưa đại tẩu, em chỉ sợ mai đây cũng phi giao nó làm điều tác tệ thì làm cho triều ca lắm cảnh đau. À, sau bốn phận làm mẹ làm cha biết phải tính làm sao khi con thơ lắm cảnh tai nạn. Này hiền bội, xứ kia chúng ta dẫu huynh nghĩa đệ thì dù bão tố phong ba chúng ta vẫn thân chặt thông tình. Nghe qua mấy lời đại huynh vừa nói em khắp khởi vui mừng đứng anh hùng nhà bao quốc. Hiền đế và hiền muội, hai em mà đừng nên lo nghĩ. Thôi thì giờ này anh chỉ tạm lui, đừng bận biểu mà làm chi. Dạ. Chuyện đó mai sau rồi hãy tính. Còn bây giờ các em hãy ráng giữ gìn sức khỏe để mà chung hưởng niềm vui. Thôi anh chị cáo lui để hồi vinh phụ. Thưa dân biệt hai em. Dạ. Dạ. Tạm biệt. Con lấy cái mi thì đổi cho. Phu nhân. Dạ. Ta thấy các con nay đã lớn, mà vợ chồng ta thì đang hưởng bổng lộc triều đình. Ý của ta, ta muốn về quê xưa để vui thu điền viên. Sau khi đưa ái nữ với nhau vào cung, vợ chồng ta trả chức tước trở về miền xa giả. Tại sao phải trở về quê à? Cha mẹ. Về quê bao nỡ nguyên trào không ai đỡ nâng. Hiền tí long hành hai con tính sao, biết tư phương nào hãy tự nói ra. Thằng nhau đành quên nhau tạm bớt tròn chuyện xưa. Cha, cha ơi đừng đi, bao tâm đành cách xa đi thôi không thể. Hiểu lắm hiểu hưởng. Dạ. Lòng đã quyết chăng xuyến sao quyết tâm quay về nơi chốn sơn lâm nương náu cho qua ngày. Ta quyết lòng ra đi. Cha. Nước non giao về con. Cha. Cha mẹ. Cha mẹ ơi cha mẹ vui cảnh đêm viên rồi đây con sợ cho bất nghĩa sẽ thổi tung nền xa. Nón tỳ cho tay ngô vua bà má hồng nhan sắc rồi đấy kẻ muôn dựng xe trong cảnh điều ta. Cha, cha mẹ định làm sao già ghê lẽ nào. Trời ơi ai gây cho dòng họ hoàng ngược cảnh cảnh cánh nặng bên lòng dòng đúng nghĩa. Vì bay đi xa lìa tình tương, kể từ nay trôi đàn chia cách cha mẹ nở ra đi bỏ hai con chúng nơi này. Chớ nên gian cầu trong lòng cha đấy, quyết tâm quay về nơi miền quê, nơi chốn nơi cung hoàng, giao về hai con lo báo toàn cho nước non. Làm sao khi hiền tỷ gây ra bao cảnh điều tàn. Con đi về nghĩa quân quân mà phải dâng lời. Rồi đây người dân và hoàng tộc sẽ gây nhiều thảm cảnh khi hiền tỷ quyết gây ra. Cha mẹ ơi, xin cha mẹ
nào, và hãy chỉ làm sao con đây thi hành cho được. Khi hiền tỷ nào kể điều chi, quyết gây ra bạo cảnh điều tàn. Con đây hãy yên lòng đừng lo sợ nung nao, nếu như phi giao gây ra bao nhiêu điều tác tệ, thì sẽ có người tung can ra mà ngăn cản. Vốn đã dâng lời cha đã phân qua. Hai con, mẹ. Phu quân, gia trong mẹ giao lại cho hai con. Còn bây giờ, mẹ, giờ mẹ lớn nói. Mẹ, mẹ, cha, hai con nghe trốn ra đi, cha trẻ cha hai con giữ xa cách xa lìa. Tả hai con rồi, mau sớm lên đường. Cha, mẹ, Lân Phượng. Dạ. Hai con hãy nghe lời cha. Dạ. Lo cho nước non ngày mai, qua qua bao cánh nguy nan, cha đây mới yên lòng. Nhớ lời cha dạy. Dạ. Tận trung bảo quốc, con đây quyết dâng lời cha ra đi, hãy nên rồi dâm ngang muôn trùng mà xa xôi ra đi. Em đắng đo lòng lo, nghĩ rằng nơi đây lắm điều tay ba, sao lòng chẳng muốn ra đi. Thế nào? Cha quý dân không sợ gan, nghe lầm thư trung càng đáp đền vàng sang, nguy hiểm nào qua tâm ma huyền. Lời cha đây phân tường đầu đuôi, con khờ cố nghe, mai sau nguy nhà biến báo cho cha mẹ tăng tường. Lời biệt ly đơn rồi lòng nghe xót lòng à. Lời cha đã nói ra, dù gặp cảnh phong ba, lòng con nguyện dâng lời cha già. Hễ ngài tướng á hùng, cha mẹ hãy bảo trọng lấy thân. Nhớ mấy lời cha dạy. Dạ, cha mẹ, có điều chi con gửi thư cho cha mẹ nha cha mẹ. Lâm Vinh Triệu Phượng. Một triều đình lại có tới sông ngôi hoàng hậu, phận nhan hồng phải sống kiếp chung chồng. Nhưng vua phán là trời phán, nếu thế ta phải dùng mưu kế thi hành, bằng không sẽ thiệt thòi cho thân phận về sau. Khi nào vào tận chốn kim trào, ta sẽ hạ độc thủ dứt danh ngôi vị.
bao ước mơ giờ này đã về tay của ta. Ngồi chân cùng quán ước sẽ về tay chẳng ta, còn ai qua quyền sanh sát trong ta. Đồ mang hứng phục, Mã Thuận thái giám quan chờ lệnh. Đây là hai hình nhân. Một anh tôn vô đạo, hai ác hậu phi dâu. Nhớ y như thế mà thi hành đó nha. Ngài thái giám, đây cái này là phận sự của ngài. Nếu mà xong công chuyện á thì công của ngài không có nhỏ. Ông nói ông nhớ lời nha. Mã Thuận thái giám quan này chỉ một lời nói mà thôi. Phải. Nếu xong việc này không phải riêng tôi mà riêng ông nữa, phải không? Phải, đúng rồi. Nè, bây giờ ông nghe báo lời vẫn nghe tỏ, ông hãy mau vào chờ tôi đầy bài kê. Thầy thái giám, sự trong triều thì có ông, còn ngoài thì tôi thuần du tới sát. Trong khi đó thì hai ta cùng nhau ăn ý. Nội cảnh ba ông hãy canh chừng, khi nào tôi hô lên rồi ông vào hãy bắt cho ngài, vì đó là tâm phúc riêng của tôi. Đến chừng đó thì sẽ động lên kích khổ đằng dần. Nhớ nha. Xong xuôi công không nhỏ, nhớ canh ba đêm nay. Canh ba. Đợi nha. Canh ba đợi tôi. Dạ. Dạ tới đâu? Gia nhân của ta đâu? Gia nhân của ta đâu? Nhớ đêm nay đúng canh ba, nhà ngươi làm cách nào lãng giảng ở cung Bích Phượng. Dạ. Nhớ khi ra lệnh ra tay nhớ là nha. Dạ. Nãy giờ mình chưa xong. Cho mày đồ mang hương phục. Đồ mang hương phục. Đồ mang hương phục. Xong xuôi hết rồi, ông nhớ ông là người bắt tên gian tế. Nhớ và làm cách nào cho nó khai rõ ràng đây là người ở của Hùng Hữu Hạo. Nhớ ra nghe. Ra đi. Bắt cái cách. Bắt cái cách cho ta. Đồ mang hương hộp. Thầy giám. Phu quân. Bỏ nó qua bên kia. Đẩy qua bên kia đi. Qua bên đây. Phu quân ơi, đừng giết em. Đẩy qua bệnh. Đẩy qua kia kìa. Nội thể.
lớp hết. Dạ, kính bái thiên nhang, chúc mừng hữu hậu. Xong rồi, xong hết rồi. Dạ, mời bệ hạ lệnh bà nhập cung mà. Chậm miễn lễ, các khách hãy bình thân. Dạ. Alo, alo. Dạ, quân tá hậu bái kiến thiên nhang. Chúc bệ hạ tuy băng vàng vàng tuy. Bệ hạ ngồi giữa, bệ hạ, bệ hạ ngồi giữa đi. Bệ hạ ngồi giữa đi. Dạ. Bệ hạ nghe rồi. Giờ nó chút hơi bị lộn xộn. Lâu quá hậu mới gặp gặp lại cái bệ hạ bị nói không? À. Dạ. Chấm miễn lễ. Tá hậu với bình thân. Đội ơn bệ hạ. Chào tá hậu tỷ nương. Bái chào tá hữu hậu. Này thái giám. Dạ. Có chuyện gì xảy ra cung tả hậu mà phải đả cổ lầu chứ? Dạ muôn tâu hoàng thượng, thần định vào cung hoàng hậu lo trà ngước cái thường lệ và nhắc nhở cung với là chăm sóc cho lệnh bà. Nhưng khi đến cửa cấm cung, thần bỗng thấy một bóng đen từ trong cung bích phượng chạy ra, vội tri hô rõ ràng tên Giang Tế. Quan quân tên Giang Tế. Quân của Giang Phi à? Quan quân mẹ hả? Thì ra cung của tả hậu có Giang Phi độc dập à? Dạ. Trời ơi. Đưa hắn vào đây. Đưa hắn vào không? Vào trong. Quỳ xuống. Mẹ ơi, quan thần phi quá. Này tên Giang Tế kia, tại sao lén vào cung tả hậu với ý định gì? Hãy nói mau. Dạ. Nói mau. Dạ hạ tử của mẹ hả? Không, không biết, không có. Thái giám, dạ, giá khẩu nó. Đánh nó đi ông. Nói không? Nói không? Nói. Ai bảo? Thôi. Ai xuống bỏ thôi. Nè con ơi, ông nói cho con biết, thấy sao thì khai vậy, có sao thì nói vậy. Khai gian liệu hồn nha. Dạ. Con cá con kiếm. À, à. Bè ơi, giờ bè ạ quýnh gì hả tầm đau và khai thật. Cái chuyện này là do vô ơi, do ai sai bảo? Có người xuống bảo. Có người xuống bảo. Ai xuống bảo nhà ngươi? Ai xuống bảo nhà ngươi? Hùng bắt trưởng. Dạ, đừng có lớn không lớn bài đầu. Làm gì dữ vậy má? Dạ, là do Hùng bắt trưởng. Hùng bắt trưởng. Hùng bắt trưởng. Dạ muôn tâu bệ hạ, theo cái hạ thần biết được là ông Hùng bắt trưởng sai kẻ này đem đồ dơ quế vào chúng cung hoàng để hại bệ hạ và hữu hậu. Lâu, đừng giả tâm vu cáo. Cha mẹ ta suốt một đời bao quốc tận trung, bệ hạ đầu cuối lại xin cửu trùng suy xét lại. Có sao nói vậy à? Hùng quốc trưởng sai ngươi đem tăng vật đến à? Vật gì đâu? Đưa ta xem. Vật ở đâu? Dạ. Vật ở đâu? Thủ tiêu rồi. Thủ tiêu. Thủ tiêu rồi. Dạ. Thủ tiêu rồi. Thủ tiêu à? Dạ. Quân chém. Dạ, dạ, dạ. À. Khai không? Khai không? Giấu ở đâu? Long sàng hùng tả hậu. Giấu ở đâu? Giấu ở đâu? Giấu ở đâu? Anh đừng quýnh em nữa, em tựa cỡ rồi. Đâu? Giấu long sàng của bệ hạ. Long sàng bệ hạ. Long sàng hùng tả hậu. Thái giám. Thái giám. Bệ hạ. Được rồi, để ta xem. Bệ hạ ơi, bệ hạ. Thấy ghê quá bệ hạ ơi, bệ hạ. Thấy ghê quá nè bệ hạ ơi. Cái gì mà ghê? Xấu quá. Hả? Anh tôn vô đạo. Hả? Ác hậu phi vô. Bệ hạ. Dạ, xin bệ hạ cho thần thiếp
được xem thử. Thôi không xem. Dạ sao vậy? Thấy ghê lắm Hậu à. Cho thần thiếp xem thử. Đừng đi có mà. Xem nghe lời ta, nó nói Hậu ác như dịch sim lai vậy. Đừng có xem. Bè hả? Cho thần thiếp xem thử đi nha bè hả. Thôi nè xem đi. Dạ, cái kia nữa kìa. Bè hả? Trời ơn bè hả. Anh Tôn Du Đạo Á Hậu Phi Dao Bệ Hạ. Bệ Hạ ơi, quả thật là em đối trong hai tượng hình nhân chúng thần thiếp rồi Bệ Hạ. Tội gì ta nói mà, đừng có xem mà, xem làm chi. Nó chửi mình ác như dịch sim lai vậy đó. Trời đất quỷ thần thiên địa ơi, nếu thánh hoàng công dân mạng đế vương ắt phải lâm quy bởi phường gian ác quỷ ác quỷ đằng hồ. Trời đất ơi, tôi hiền quá nè mà người ta nữ hại tôi nè trời. Bệ hạ này, tên gian kế kia vào tới kìa. Hùng quốc trữ là cha vợ của vua, hà cớ gì ngồi cáo tục phẩm triều đình vua dạ, hà cớ chi mà sai ngươi làm phản. Phương tâu bệ hạ, theo cần tra khảo nó nói như thế này là bệ hạ, nó sợ đây là cha sanh con nữ, hữu hậu sanh hoàng nam, cháu ông không chiếm đoạt nha vàng dạ, lòng vô tế hại người hiền hậu đó bệ hạ. Không, có phải vậy không? Cha ta không bao giờ dạ, làm như thế. Bệ hạ, bệ hạ dạ, dạ cô cho thân tôi, thân Phật gái trong nhờ đục chịu phận hồng nhan buồn liễu chung trần, đã không thương mà còn muốn ám hại nhan hồng. Vương Dương ơi, gì? Đầu cưới lại cửu trùng, xin phép cho thiếp rời khỏi cung dương để khỏi tìm đường về âm phủ hạ tiết. Thôi 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 kìa, nàng mà đi ta cắn lưỡi ta chết liền đó. Mẹ ơi, để chậm xử cho mà coi. Mẹ của mẹ chơi nè. Đồ mang hướng phục dạ. Lãnh hổ phù sáng trận dinh chung, đòi hồn quốc trưởng đến đây lập tức. Hùng mạng đi hả? Mẹ hạ xử sao coi được nha. Để đó cho ta xử mà, hậu yên tâm đi. Dạ. Hồn hủ hảo phụ phục trước thiên nhân, chúc thọ tỷ năm sang, cầu trường đồ vững đẹp. Chậm miễn lễ, hùng quốc trưởng hãy bình thân. Đội ơn bệ hạ. Này hùng quốc trưởng. Dạ. Chậm biệt đại khanh vào hồng tục phẩm, ghế công hầu lẫm liệt quy nghi, ái nữ quyền tả hậu hoàng phi, do hà cớ vì mọi quân thí chúa. Tâu bệ hạ, nội quan ức chưa sợ, vì ái tố gây nổi sông bằng, có câu rằng hữu tang luận tội, điển tích mới gia hình, còn vô vật chứng thì bất thành tụng đó thưa bệ hạ. Dạ. Ý chi làm ư bằng. Dạ. Ngọc Dung con. Dạ. Lời thật lòng con giả dạ, dạ, không bao điều dạ, trái nhau đạo đâu phải gây tội tình chôn cùng. Sao Ngọc Dung tròn đời trung can, không đổi thay tâm lòng của cha, sao bây giờ phải mang hàm quan, trẻ thơ phân tường cho ta hướng xó đầu đuôi. Gái từng gái trôi qua con trẻ đang âm đi sai giấc mơ, bà lưng truyền cùng chi cha đi chúa đoạt vui gây cảnh sầu đau, con nát lòng mối xót tình cha yêu giùm nào đâu có thương, cha có chứng cứ rõ ràng cha thấy chúa đoạt vui đó cha. Cớ sao con lòng cha quyết thắng ngài con không, bởi nguyên nhân nào
đành mang. Cha thái tổ thánh hoàng số ràng đầu đuôi như hoàng Ngọc Dung. Cha hãy khải tôn thánh hoàng đi cha. Bẩm cung lĩnh thánh hoàng, thần từ trước tới nay dẫn trung quân ai quốc, vì sao có kẻ đầu cáo rằng hạ thần muốn mưu tớp vân dương. Ông kia, ông hiểu qua sao đây, trình bày nơi đây cha tiếp âm. Nghĩa chúng càng không bao giờ đổi thay, chắc chắn thiên nhân cũng hiểu rõ. Tôi một mực trung quân, sao đành mang tiếng hàm quan. Ta chẳng thèm nghe, các ngươi đừng nói. Lòng ta tan nát tâm can. Trời ơi, các ngươi là phường ác độc. Bệ hạ. Trời, ta không thể nào, ta không thể nào ngờ. Bệ hạ. Muốn tập quân, xin đem kẻ nhân tà đối chất cùng hạ thần. Bệ hạ. Đối chất đây. Chừng tôi rõ ra ông hỏi hỏi đuôi đầu coi áo phải người nhà quen người hãy nếp vào trong nói chứ ông kẻ gian tới kia ta với mi công thù không oán, vì sao mi dám vu cáo ta? Nói ông xui con mà ông phương đem bệnh nhân đưa vào chỗ bệ hạ phương gian ác quyết giết ngươi để răng chúng. Đừng, cha. Đừng mà cha. Trời à. Ông ỷ cha. Ông ỷ lắm à. Ông ỷ cha vợ vua chém chứng phi tang. Khi quân thượng còn gì kiên nể. Ông nữa. Phương giảng định làm sĩ ghi hiệp đế. Gì vậy? Giết và ngươi chạm thảo trừ can. Bệ hạ. Bệ hạ. Cha. Cô là cha mà cha. Hãy cho hùng quốc trưởng. Tội thứ nhất bày mưu thí chúa. Đánh vua mà. Tội thứ nhì giết chứng phi tang. Tội thứ ba phạm gia giữa quân. Võ đa quân. Truyền lắng trì sử trang. Giết đi. Dạ. Đào xé tâm hồn à. Rạng tiếc trung thần à, sao phải cam đành giữa nơi này đành thọ hàm quan. Con chết cha chẳng đổi thay. Sao khải tổ thanh hoàng cha chứng hợp quang con hiểu rõ ràng nhưng vẫn con đạo còn sai gì. Trời cao có thâu đem bắt chuồng sự trạm chắc luôn chém lại bệ hạ chi trung thần cha bảo vệ giang sơn nay dương ước quan sao đành về an trang để cho cánh đầu rơi tan nát thâm tình. Rối loạn già ấy chẳng qua phải mang quan cũ do lũ gian thần suối dụ xa cùng chương tiệc thiệp khấu đầu nghĩ tình ta bằng vợ chồng có nhau ta chẳng
chi tạc ước sâu muôn đời. Để đó cho chậm. Tội phạm giá thánh hoàng, lệnh truyền tru lục toàn gia, chứ sợ liên lụy đến ai nữa kìa. Ở đó mà xin tội, phải gì không hả bệ hạ? Tả hậu lui ngay đừng xin tội. Lúc trước đó, ta nhìn tả hậu đẹp bấy nhiêu, bây giờ ác quá xấu quá cả, đi đi. Đi. Nếu không nghĩ giọt máu của, thì ta coi đó như là tôi lồn con nghịch. Xem như tôi loạn con nghịch. Xem như tôi loạn con nghịch là phải. Vua xem đó như tôi loạn con nghịch. Xem như là tôi loạn con nghịch. Xem như là tôi loạn con nghịch. Thật rõ ràng, rõ ràng là hỗn quân vô đạo. Trời ơi, chửi vua, chửi vua nữa rồi, trời hỗn quá, hỗn quá. Chửi kế bên, hỗn quá à. Đặt con ác hậu phi dâu. Bệ hạ ơi, cũng chỉ về ảo sông phù cao. Từ 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 từ, danh nghiệp đi mà đua nhau nịnh hót. Chúng bay đục quét đi, chúng bay đục quét chẳng khác gì xấu mòn. Gặm, gặm lần mòn, gặm giống gian sang. Hãy gian sang. Ờ dữ quá. Tao sẽ xuống âm cung. Dữ quá. Tao sẽ đầu cạo trước Diêm Vương. Bọn hạ bê tụ sách hãm hại tôi chung mà nghe lời quỷ biện. Giết, giết hết tất cả cho Diêm Vương đối diện. À, hãy cho tả hậu dám giả điên loạn nhục mạ quả nhân. Thái giám truyền lắng trì sứ trạm. Cầu tôn tố cầu đạo xin bệ hạ nghĩ gì nếu giết bà đi, thì một bạn trở thành hai, hoàng hậu mang thai chờ ngày sinh nở. Xin các con nghe vợ chồng tham vũ bằng lầm không còn gì. Nguyễn Long Quan, chuyện này đâu dính dáng đến ông, gần đất xa trời sao không an nghỉ. Là Nguyễn Long Quan chứ đâu phải Hổ Hùng, hay mua nhiều lời theo về cùng ông. Xin nương nương tha thứ tội lòng ngu, hỏi quá vậy ngu nên tức phạt quá chờ. Ta đã nghe qua hiểu rõ bao lời, lòng giả không đổi thời, không đổi thay. Nàng đã mang giọt máu của quốc vương, kiếp vũ tôn thưa thân phận nhan hồng. Dương giam được bà vào chốn lạnh cung. Lời của binh bộ thượng thơ tâu qua rất phải. Quân truyền giám tả hậu vào chốn lãnh cung, chờ mãn nghiệp khai qua rồi đem ra xét xử. Dạ, nhiều chuyện. Dạ, nhiều chuyện. Cung nữ đâu? Ra đây. Mộng Chương Mỹ Nam diều lệnh bà lãnh cung an nghỉ nghe. Cái bà Mộng Chương này nè, nhẹ nhẹ lệnh bà nghe. Bà Mộng Chương nhẹ tay chút xíu. Ừ,
Binh bộ thượng thư. Dạ. Hãy khảo chiếu sắc phong cho hữu hậu là chánh cung hoàng hậu, được quyền cai quản cả lục vị tam cung. Có cần bà nhồi đồ tôi vậy ạ? Muôn tâu Khanh không chịu hả? Thôi ta biết rồi. Được quyền nhiếp chính giữa triều đình. Bệ hạ. Hài lòng được phải không? Bệ hạ. Đối ơn bệ hạ. Bệ hạ. Cứ tốt thưa trăm năm nhờ vững vàng, mang ơn hoàng gia trọn đời, vinh lòng chung thủy không hề thay đổi, tin em nguyện cháu cho chàng thước đi. Giang tiên dịu dàng, lòng ta ngỡ trung ràng, tình mình dù không xa, cho dù vong ba. Đâu đẹp bằng Khanh, không thế gian có ai đâu đẹp bằng ta, không thế gian có ai đâu đẹp bằng ta. Trời ơi, đẹp mà nặng quá à. Phải vào trong đồng hồng thôi. Lòng buồn sầu tư lương à, ha, vì triều thần nguy vong bởi quân tà giang, gieo chi tham tàn cho kẻ trung quân đành cam. Ta khó ăn tất lòng bởi triều quyền, cơ đồ suy vong giờ đành mang giữa nơi đây. Nhìn người đau xót sao khi trẻ thơ cung hoàng phải đành mạng giông. Ông ơi hồn ta không bị giam vào lanh tết, trong khi đang thay bào bên mình, còn vợ chồng ta thì đem ra chôn pháp đình. Thôi hết mong rồi, tôi chết đã yên phần, nhưng thường bay con tôi, có tôi tình gì phải chịu cầm giang đời chôn cùng tận gai phải chôn vùi, còn chi nữa con tôi. Chỉ tội nghiệp cho con khờ, còn ta sống chắc có lẽ nào cũng đền nợ nước non. Bài chiến nghiệt cây giờ chia tay đã đắt.
cha mẹ. Con đã cứu được cái gì vậy? Chị Phượng. Dạ. Con hãy ra hỏi dòng thành, xem chừng binh tướng nghi giao việc xúc. Dạ. Nhanh lên phu nhân. Dạ. Đại huynh. Đại tàu. Đừng, đừng nên nói câu tình tâm. Đại huynh, giờ đây cánh xa đôi đường, cho bởi ai bày ra thảm tàn, cho khiên gia bay đành màng. Vì bởi phi giao ác tâm, hai người chung can tác quan. Thôi đừng nói câu nghĩa nhân, ca tiếng kêu hiếu cho lòng em, câu chung nghĩa ta luôn ghi lòng. Nào đâu phải em gây chia rẽ câu tình thâm. Xin cuối xin thương tình ta dùm hai em. Ta hỏi các người. Đại tàu ơi, đại tàu ơi, xanh con há về xanh lòng. Có câu mũi dài thì lại phải chịu đòn. Nay phi giao nó đem lòng tất tề, nợ hại gia đình chị phải nát tay. Em một lại này xin tha thứ, biết nói sao bây giờ khi phi giao gây nông nổi. Em xin dập đầu tạ tội với tỷ nương. Tại vì sao ta tận những hoàng gia phải mang tiếng phản thần? Có phải chăng vì nghiệp giữa hai họ chúng ta? Đại tàu, bà biết sanh con sao chẳng dạy con, theo đâu là đạo nghĩa làm người. Hai con tôi phải chịu chôn vui. Đại tàu, sanh ông hiểu dùm mà cho tất cả. Một đấng trung vương nay phải riêng ra đời. Đại tổ và huynh sinh không hiểu có lòng. Đại tổ, chỉ có thái thượng hoàng phải đành chịu bó tay. Lệ lắm con cà biết sao đây. Mạnh lệ quân hoàng phủ thiên hoa. Dạ. Tôi chẳng muốn ai phải chịu chết đi. Tôi nghe cay xé tâm hồn. Tôi không muốn con bà chết mà tôi
lời thương sầu. Tình là đôi ta ngày xưa dài kề dài nơi sông nước đâu à, tiếc chi đời ta mong báo an sang hà bình à, lòng ta mới vui mừng. Đúng vậy, đúng vậy, đúng vậy. Mấy nương ơi thứ tha cho con em đã gây tội, nguyện lòng trị tội phi đồng cùng mà nhau ta lướt ca sông đi, cùng nhau ta chia khấn cầu thái thượng hoàng lại triều nguyên sứ phân ta giang. Phải vị giao gây ra báo điều tác tệ, nay tôi và đại huynh dựng dặm đường xa tìm thái thượng hoàng trở về để trị tội phỉ giáo nghiệt nữ. Phụ vân, em ngồi nói thái thượng hoàng đường xa chiếu về, dù phải đắng cay, dù phải chết giữa đường, phụ vân chàng nghe lời em dằn cơn đau xót. Chàng bị kiếm thái thượng hoàng cố cố quay về, cố nguy giang sang nguy nam dặm ngàn gian cấp vứt đời cho tình ai cầu xin thái thượng hoàng xin em hãy lòng đừng có lo. Chào tình sang nhớ cho em hát hát lên.
biệt hiền thê. Tạm biệt, hẹn ngày gặp lại. Tạm biệt phu quân đại huynh. Chia tay từ đây nghe nhối đau tim mà này à, anh na hùng ba lướt sông. Nơi chốn quê nhà hai tháng chờ tình phù phù chúng ta hợp hòa. Giờ chia tay cánh đau lòng, người đã đi quê phòng chờ tình tăng. Hẹn ngày tái lai thái thượng hoàng sẽ lại ở kinh. Xin tạm biệt nặng lĩnh đường. Thương người ngài hiền giữ chữ trung càng tròn vẹn. Nhìn áo quân ta tới ôi xót xa gan bao à. Ôi áo quân vì do ác gian bày ra, lòng xót xa tuôn lệ bi thiết tha. Cam ly cách quyền đường, nay giữ cầu Trung Quốc phò an. Quyết chí lo cho Âu Hoàng, ngày sau cứu nguy tí đường qua đoàn trường á sâu. Wow, mưa lớn quá vậy ta. Mưa cứ đợi dù cho ta tới liều thân phú vua nào à. Lòng xót xa tuôn lệ bi thiết tha, cam ly cách nguyên đường. Xin khẩn thiên công giúp dùm cho, hay giúp cho Âu Hoàng. Đừng tan khóc hãy nên ngủ yên để qua đón trương à sau. Đừng có khóc nha Âu quân ơi, đừng có khóc. Khóc có là chết tôi á, người ta sẽ biết liền. Âu quân ơi, nghe Âu quân ơi. Ai đó, đứng lại. Ai đó, đứng lại. Dạ. 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 Dạ chào quốc cựu. Dạ ngài chào, chào ngài. Dạ tôi là quốc cựu Triệu Lân. Này quốc cựu. Dạ. Vậy chứ quốc cựu đi đâu đây? Dạ thưa ngài, thái hậu lâm trọng bệnh. Mẹ tôi sao đã lai cung. Lai cung? Dạ phải. Ủa mà ngài đi lên đây để làm gì? Dạ mẹ tôi bảo á, lai cung để chứng mạch cho thái hậu, nhưng mà không có đủ thuốc, cho nên sai tôi ra ngoài vòng thành á hái thuốc đem về để chữa bệnh cho thái hậu. Này, cho nên gặp mưa giông nè, tôi vào đây tôi trú mưa đó mà. Này quốc cựu. Dạ. Tại sao hái thuốc ngoài vòng thành không hái mà vào trong lãnh cung này hái vậy chứ quốc cựu? Thì tại mắc mưa nên tôi vào đây á, tôi trú mưa. Thôi bây giờ tôi phải đem thuốc về liền để kẻo trễ là không kịp đó. Đứng lại. Dạ vụ gì nữa ngài? Này quốc cựu. Dạ. Tôi toàn quyền cai quản nơi chốn lãnh cung. Quốc cựu cảm phiền cho tôi xét võ. Ngài xét võ hả? Thưa ngài, võ này đựng thuốc không à, đâu có gì đâu ngài xét. Thôi tôi về. Xin nghe. Đứng lại. Này quốc cựu. Dạ. Tôi toàn quyền nơi chốn lãnh cung này. Dạ. Phiền quốc cựu cho tôi xét võ một chút rồi quốc cựu ra về. Ngài muốn xét võ hả? Ngài xét võ thì ngài hãy xét đi. Được, mạn phép quốc cựu cho tôi xin xét võ. Chẳng đây là ý trời sao? Ngài xét đi. Ngài xét đi ngài. Dạ thưa ngài, xin phép cho tôi xét vô. Dâng tay lên. Mẹ. 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 Dạ chào Dương Phi. Đồ má hắn phục. Dạ. Nhà mới đến làm gì? Xin ra mắt Dương Phi. Dạ thưa Dương Phi, tôi toàn quyền cai quản nơi chốn lãnh cung, cho nên quốc cựu đến đây tôi hội nghi. Dạ cho nên xin xét võ. Muốn xét? Dạ. Muốn xét thì ngài cứ việc xét đi, đừng nỡ lo lắng. Đây là quyền lực của ngài, tôi bằng lòng cho ngài khám xét. Nhiên nè, thưa ngài, nếu ngài xét võ đầy thì hãy nên cẩn trọng đấy. Nếu như phạm phải thuốc này
Thái hoàng không thể nào tha thứ. Thưa quốc ngự, chỉ có xét gió thôi mà ngài khẩn trương để làm gì? Tôi sợ hư thuốc để chữa bệnh cho thái hậu thôi. Dạ, quyền dương phi cho hạ thần xét gió rồi quốc ngự tự tiện ra đi. Dạ được. Đây là quyền lực của ngài, võ đó ngài cứ việc xét đi. Thưa dân, thấy chưa? Dạ, dám phạm thượng, phạm thượng kia quân, dạ không. Dạ, cho đen, không phải. Dạ, không. Dám chạm vào người của ta là bỏ qua, không chưa? Dạ. Lỗi này có thể thứ tha. Các lỗi. Lỗi của mày đem ra tạm pháp gia hình. Dạ. Đúng rồi. Dạ. Thì đánh chém đi mẹ. Ta chính là bao hòa công. Dám chạm vào người mẹ của ta. Mày dám chạm người ta thì tội của mày rất nặng. Do nơi này có chuyện đem ra đâu biết. Chém ra lại quốc tử, dây lại bánh Dương Phi. Xin Dương Phi tha thứ. Dạ gì bởi bởi gì? Bởi lỡ lầm rồi đâu quốc tử. Lỡ lầm. Xin Dương Phi hãy thường tỉnh nhất phèn. Dạ gì không và dạ, vô tâm chứ nào có cố ý đâu. Dương Phi và trăm mẹ ơi, một lần phạm thôi xin mẹ rộng lòng tha thứ tội. Dạ, đổ, nếu mà còn tái phạm dạ. thì tội kia phải đậu đơn. Dạ, không thể được. Dạ. Sao vậy mẹ? Chạm vào người ta dân giới của ta, chất thoát của ta, xin dừng của cô. Không thể nào tha thứ được. Võ đó xét đi. Dạ không dám. Tại sao không xét giữa nơi này? Thôi mẹ à, xin mẹ rộng lượng bao dung để mà tha thứ cho ông. Thôi được, đừng nên tức giả. Quyền nhà chức trả hoàng cung. Đồ mãn hưng phục. Dạ. Lỡ một lần bà tạm dung. Ông xét rồi thôi tôi. Dạ. Nếu còn tái phạm. Dạ không dám. Đừng trách bà độc ác đó nha. Dạ ăn gan hùm mật gấu và cũng không dám nữa Dương Quy. Có xét nữa không? Dạ không dám. Nè võ này xét đi. Nè võ lên. Dạ thú quốc cụ ơi. Xét đi. Xét không? Dạ không dám. Đã cho nhà mày lui đó. Dạ. Khoan mẹ. Phạt tội ổng đi mẹ. Dạ. Tội chết có tha nhưng mà phạt tội không. Bây giờ bắt ổng làm chó sủa dài đi. Hành hạ như vậy lắm quá. Khốn con quốc cụ ơi. Cái tội này là nặng lắm á bộ. Thôi được. Bây giờ muốn chết không? Dạ. Mẹ, tội chết tha nhưng mà tội sống không thể nào tha được. Dạ. Bây giờ vừa ba bước bò, một bước sữa. Trời ơi. Dạ. Long Quân nói châu sao cũng là quan tức triều đình. Dạ. Mình làm như vậy nhẹ thể ông ta. Dạ đúng rồi đó Dương Phi. Thứ tha. Dạ. Thôi trở về nơi dinh thất. Dạ đội ơn Dương Phi. Dạ, hôm nay mẹ ta vui mới tha thứ tội chết đó. Dạ. Đi chết là muốn chết hả? Đi. Mẹ. Trời ơi, con mẹ đã mất con rồi. Hồi hộp quá mẹ ơi. Triệu Phượng em hay quá. Triệu Phượng dẫn mẹ ra đến đây. Mẹ bây giờ sao vậy? Vậy thì hãy cùng mẹ ra đi đến nơi. Đúng rồi. Nếu không sẽ bể chuyện này, mẹ đắn đo trong lòng phép mi. Dâng lời ngay con rời khỏi nơi này, đem mẫu quân về nơi vân này. Đi con, đi con, đi con.